Cặp song sinh 100 tuổi cùng ăn mừng sinh nhật. Bí quyết để cặp song sinh này sống khỏe mạnh ở tuổi 100 là ăn uống thực phẩm sạch và làm việc chăm chỉ. Irene Crum và Frederick Charles là hai chị em sinh đôi sinh sống tại Stockport, Anh. Cặp đôi này vừa kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi vào hôm thứ Sáu cùng với gia đình và bạn bè. Đã lớn tuổi, nhưng Irene và Phyllis vẫn còn khỏe mạnh, tự chăm sóc cho bản thân và làm việc tốt. Irene Crum và Frederick Charles đã cùng nhau tổ chức sinh nhật khi tròn 90 tuổi, và năm ngoái, họ đã cùng nhau ăn mừng lần thứ 99. Họ không nhớ mình nặng bao nhiêu cân khi sinh ra, nhưng bà Irene luôn nặng hơn Phyllis từ nhỏ cho tới bây giờ. Theo báo chí, họ sinh vào ngày 20 tháng 11 năm 1916 và chỉ ra đời cách nhau 25 phút. Cả hai cùng lớn lên, học cùng trường và từng có thời gian làm việc với nhau cho đến khi lấy chồng. Hiện nay, họ đều là quả phụ và về ở chung với nhau được 5 năm. Chồng của Irene đã mất vào năm 1999 và chồng của bà Phyllis đã qua đời ở tuổi 91 vào năm 2006. Cặp đôi này còn có một người chị gái tên là Rothai đã mất năm 2006 ở tuổi 92.